Quân đội Israel thông báo hạ các chỉ huy của lực lượng Hezbollah đã tổ chức hoặc lên kế hoạch tập kích rocket tên lửa nhằm vào nước này. Cụ thể, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, nước này đã tiêu diệt Ismail Yusef ba chỉ huy vùng duyên hải của Hezbollah, trong trận không kích ở Ain Ba'an, miền Nam Liban. IDF công bố video cho thấy đòn đánh nhằm vào một phương tiện đang di chuyển. Ismail được đánh giá là thành viên cử cựu trong cánh quân sự của Hezbollah, đang giữ chức vụ tương đương lữ đoàn trưởng. Cũng theo IDF, Nước này đã mở thêm đợt không kích hạ hai thành viên Hezbollah là Mohamed C. Horai, chỉ huy đơn vị rocket và tên lửa thuộc lực lượng đặc nhiệm là Mohamed Ibrahim Fadel Ala. Giao tranh xuyên biên giới giữa Hezbollah và quân đội Israel diễn ra gần như hàng ngày từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Đụng độ giữa hai bên đã khiến 363 người thiệt mạng tại Liban, phần lớn là thành viên Hezbollah, song cũng bao gồm ít nhất 70 dân thường. Israel cho biết 10 binh sĩ nước này và 8 dân thường đã chết sau các cuộc tập kích của nhóm vũ trang.